Chính chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ Sáu, 27 tháng 4 năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn gồm có phần tin đáng chú ý, phần trình bày của Jackie Bong về vấn đề phụ nữ, phần phóng sự đặc biệt từ Charlotte, North Carolina do SVTN North Carolina thực hiện, phần nhận định của Bình Luân Gia Đại Dương và sau cùng là bản tin sinh hoạt cộng đồng vùng qua tin đốn do Thi Nga và Đầu Thanh Vân thực hiện. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin chính sau đây. Hoa Kỳ và Nhật đạt được thỏa thuận chuyển quân khi 9.000 thủy quân lục chiến Mỹ sẽ rời khỏi Okinawa. Các phiên chức Mỹ cho biết việc mở rộng tấn công bằng phi cơ không người lái ở Yemen đã được chấp thuận. Hạ viện chấp thuận dự luật an ninh trên mạng bất chấp đe dọa phủ quyết. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin Hoa Kỳ và Nhật đạt được thỏa thuận chuyển quân khi 9.000 thủy quân lục chiến Mỹ sẽ rời khỏi Okinawa. Theo một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản được loan báo hôm qua, có khoảng 9.000 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ trú đóng trên đảo Okinawa của Nhật sẽ được chuyển tới lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ tại vùng Á Châu Thái Bình Dương, bao gồm cả Hawaii. Cuộc xúc tiến này là một phần của thỏa ước rộng lớn hơn được đưa ra để giảm bớt căng thẳng trong liên minh quốc phòng Mỹ Nhật, một phần là do sự chống đối ở Okinawa đối với điều mà nhiều người xem như là sự hiện diện quân sự gây khó chịu của Mỹ. Cuộc xúc tiến đó cũng phản ánh ước muốn của chính phủ Obama đi dàn quân Mỹ ra rộng hơn tại vùng Á Châu Thái Bình Dương là một phần của việc tái cân bằng ưu tiên quốc phòng của Mỹ sau một thập niên chiến tranh ở Trung Đông. Thỏa ước đó được phát thảo ra trong bản tuyên bố chung vào tối hôm qua bởi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Leon Panetta cùng những người tương nhiệm Nhật Bản. Bản tuyên bố chung này không đề cập tới thời biểu chuyển quân của khoảng 9.000 thủy quân lục chiến ra khỏi Okinawa, mà chỉ cho biết rằng việc đó sẽ diễn ra khi những cơ sở thích hợp sẵn sàng đón nhận họ vào đảo Guam và những nơi khác. Theo thỏa ước mới này, có khoảng 10.000 binh sĩ thủy lục chiến sẽ lưu lại Okinawa, vốn từng là yếu tố chính trong sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Á Châu trong nhiều thập niên qua. Hoa Kỳ cũng có sự hiện diện của không lực quan trọng tại Okinawa. Theo một viên chức giấu tên, trong số chi phí ước lượng 8 tỷ 6 Mỹ Kim để chuyển quân thủy lục chiến tới đảo Guam, Nhật đồng ý trả 3 tỷ 1, 1 Mỹ Kim. Các viên chức Mỹ cho biết việc mở rộng tấn công bằng phi cơ không người lái ở Yemen đã được chấp thuận. Các viên chức Mỹ kỳ cựu cho biết rằng Tòa Bạch Ốc đã chấp thuận việc mở rộng các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái của CIA và quân đội Hoa Kỳ đối với những mục tiêu Al-Qaeda ở Yemen. Họ nói rằng giờ đây Hoa Kỳ được cho phép nhắm mục tiêu vào các cá nhân nào được tìm thấy là đang âm mưu tấn công vào Hoa Kỳ hay lãnh thổ Mỹ ở nước ngoài, ngay cả khi cơ quan tình báo không thể nhận ra họ bằng tên tuổi. Cách thực hành trước đây đòi hỏi các dân quân phải được nhận ra tên tuổi trước khi bị tấn công. Các viên chức nói rằng Tobradock không chấp thuận nhắm mục tiêu rộng hơn vào những nhóm bộ binh của Al Qaeda là một phương cách thực hành đôi khi được áp dụng bởi CIA tại Pakistan và các cuộc không kích chỉ được thực hiện với sự chấp thuận của chính phủ Yemen. Chính sách mới này là nhằm bảo vệ người Mỹ đối với mối đe dọa gia tăng của Al Qaeda tại Yemen. Tất cả các viên chức đều lên tiếng với điều kiện giấu tên để thảo luận về những vấn đề chiến lược nhạy cảm. Hoa Kỳ cho biết việc tiến vào thị trường dành cho trung cộng được liên kết với những vấn đề chính Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẵn sàng mở rộng thị trường của mình cho Trung Cộng và cho nước này thêm sự truy cập vào quỹ thuật của Mỹ nếu Bắc Kinh thực hiện tiến bộ trên những vấn đề chính. Ông Geithner nói rằng hệ thống tài chính của Trung Cộng vẫn còn bị chi phối bởi những ngân hàng lớn do nhà nước làm chủ, vốn có khuynh hướng cho những công ty lớn do chính phủ làm chủ được vay tiền. Và ông yêu cầu nước này hãy nâng mức giới hạn về lãi suất ký thác sao cho các gia đình Trung Quốc có thể kiếm được tiền lời cao hơn cho trương mục tiết kiệm của họ. Theo ông Geithner, lãi suất ký thác sẽ giúp giảm bớt nhu cầu của các gia đình Trung Quốc để tiết kiệm, gia tăng lợi tức cùng khả năng tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả những hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ. Ông Geithner hứa rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đối xử công bằng của các công ty Mỹ làm ăn với Trung Cộng. Và ông lặp lại rằng đồng tiền Trung Cộng, Renminbi cần được đánh giá nhanh hơn. Ông Geithner cho biết Trung Cộng đã thực hiện những tiến bộ đang kể về một số mục tiêu của Hoa Kỳ, bao gồm việc mở rộng những lĩnh vực mới trong nền kinh tế cho các xí nghiệp ngoại quốc và cam kết cải thiện việc bảo vệ quyền về tài sản trí tuệ của Mỹ. Trung Cộng cũng đã giảm bớt một số hạn chế về tiền tệ của họ. Ông Geithner và nữ ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ gặp gỡ những người tương nhiệm của phía Trung Cộng vào tuần tới, như là một phần của hàng loạt đàm phán được mở ra để củng cố mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hạ viện chấp thuận dự luật an ninh trên mạng bất chấp đe dọa phủ quyết. Bất chấp sự phản đối của Tòa Bạch Ốc, Hạ viện đã thông qua dự luật an ninh trên mạng nhắm vào việc giúp ngăn chặn các vụ tấn công điện tử và hạ tầng cơ sở quan trọng và các công ty Hoa Kỳ. Cuộc biểu quyết hôm qua diễn ra theo tỷ số 248 trên 168 phiếu. Dự luật này sẽ khuyến khích các công ty và chính phủ chia sẻ tin tức thu thập được qua mạng thông tin để chặn đứng các cuộc tấn công điện tử từ các chính phủ nước ngoài, bọn khủng bố và những tên tội phạm trên mạng. Việc chia sẻ tin tức sẽ là tự nguyện. Tòa Bạch Ốc từng dọa phụ quyết và cho rằng dự luật này không bảo vệ sự riêng tư của người dân Hoa Kỳ Chính phủ thích dự luật của Thượng viện hơn vì nó cho Bộ Nội an vai trò chính yếu trong việc giám sát an ninh trên mạng và khả năng ấn định những tiêu chuẩn an ninh. Trong khi đó, dự luật Thượng viện vẫn còn bị bế tắc và đương đầu với sự chống đối từ một số đảng viên Cộng hòa kỳ cựu. Phe Cộng hòa đụng độ với ông Obama về cuộc vận động cho nợ vay tiền học của sinh viên trong năm bầu cử. Việc Tổng thống Barack Obama vận động để giữ lãi suất thấp cho nợ vay liên bang về tiền học của sinh viên đã nhanh chóng trở thành một cuộc chống đối trong năm bầu cử khi phe Cộng hòa ở Quốc hội đưa ra kế hoạch giảm nợ của riêng họ và tố cáo Tổng thống đã khai thác vấn đề này cho cuộc vận động tái tranh cử của ông. Sự kiện mới nhất của đảng Cộng hòa là kêu gọi Tổng thống phải bồi thường cho người đóng thuế khoản chi phí đi viếng thăm các trường đại học trong tuần này, là nơi ông cổ động cho kế hoạch của ông về nợ vay tiền học của sinh viên. Phe Cộng hòa ở Hạ Viện đã đưa ra dự luật triển hạn nợ vay của riêng họ và đề nghị trang trải cho dự luật này bằng tiền của luật cải tổ y tế liên bang. Dự luật này sẽ triển hạn lãi suất 3,4% trong một năm cho các khoản nợ vay Stafford Direct Loans dành cho các sinh viên bậc cử nhân và tốn kém khoảng 5 tỷ 9 Mỹ Kim. Lãi suất đó sẽ quay ngược lại mức 6,8% mà không cần có sự can thiệp nào. Luật giảm lãi suất cho sinh viên của đảng Cộng Hòa sẽ chiếm lấy một phần ngân khoản ước lượng là 9 tỷ Mỹ Kim mà phe Dân Chủ đã chuyển từ khoản tài trợ cho chương trình giúp đỡ tài chánh ở đại học, tức là College Financial Aid để trang trải cho luật cải tổ y tế của Tổng thống và áp dụng số tiền này như là một biện pháp tạm thời để ngăn ngừa gia tăng lãi suất. Ngân khoản đó tạo ra quỹ phòng ngừa về y tế công cộng cho các hoạt động ngừa bệnh, sức khỏe và y tế công cộng. Ngân khoản đó được quản trị bởi Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân sự vụ Kathleen Sebelius, là người có toàn quyền về cách chi tiêu khoản tiền này. Nhưng chính phủ Obama có vẻ muốn bác bỏ đề nghị của phe Cộng hòa phát ngôn viên nick papas của tòa bạch ốc cho biết chính phủ không thích lấy ngân quỹ ra khỏi luật y tế của tổng thống để trang trải cho thỏa hiệp về vay nợ của sinh viên cho dù hạ viện có thông qua dự luật đó vào ngày hôm nay cả hai phía cũng còn lâu mới đạt được một thỏa hiệp